đến Hội An. Ngoài việc tham quan phố cổ hay khám phá những làng quê yên bình và tắm mình trong làn nước trong xanh của biển An Bàng, du thuyền ngắm hoàng hôn và ăn tối trên sông Hoài và sông Thu Bồn là một trong những trải nghiệm thú vị không thể thiếu khi du khách đến Hội An. Thuyền được thiết kế thoáng mát vì vậy giúp cho việc chụp hình sông nước và phố cổ thuận lợi. Du khách luôn chọn chương trình này cho việc tổ chức tiệc sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, họp bạn, tri ân khách hàng. Với đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình và chu đáo, du thuyền sẽ đưa quý khách đi một vòng trên sông và thưởng thức các món ăn ngon do đầu bếp nhiều kinh nghiệm chế biến mang hương vị đặc sắc riêng trong khung cảnh lãng mạn của sông nước hữu tình, cũng như thưởng thức những điệu nhạc hòa tấu du dương trong suốt hành trình. Đây quả là một kỷ niệm khó quên trong chuyến du lịch đầy thú vị.